Hello mấy bạn, hôm nay chúng ta sẽ có dịp chúng ta sẽ làm một cái video clip nói về cái lỗi của máy giặt LG Inverter. Thì khách hàng khi mà đem lại chúng ta thì nói là lỗi D2. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa, chúng ta sẽ làm gì? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái lỗi D2 thật đơn giản, và đây một cái lỗi rất là hay gặp của cái bo LG, máy giặt LG Inverter của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ cắm dây. Như vậy thì đa số những cái bạn mà không quen những cái bộ dây thì có thể kêu khách hàng đem tới cho chúng ta một cái bộ dây để chúng ta có thể sửa chữa. Trong quá trình chúng ta sửa chữa thì khách hàng họ sẽ đem cho chúng ta cái bộ dây. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta sửa quen những cái đời máy rồi thì chúng ta sẽ không cần bộ dây. Và chúng ta sẽ vẫn có thể biết cách cắp dây. Thì đối với những cái này mình có hướng dẫn trong các bạn trong những cái video của mình về cách cắp điện cho một bộ dây khi mà chúng ta sửa chữa. Tuy nhiên ở cái video này chúng ta sẽ cũng hướng dẫn cho các bạn cách cắm dây luôn, rồi xong một chút nữa chúng ta sẽ có một cái bộ dây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắp dây cho một cái bo. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ soạn lại cái bộ dây khi mà khách hàng đưa tới chúng ta. Thì khách hàng đưa tới chúng ta thì nó rối tùm lum tà la hết các bạn. Ok, cho nên chúng ta phải cần phải soạn lại. Thì đây là cái bộ dây mà khách hàng mang tới chúng ta, nó đủ tất cả các loại rắc hết. Thì chúng ta găm vô, đây là cái dây cho motor nè, cái dây này để trên mặt cho mặt hiển thị nè, đó chúng ta cứ lần lần theo bộ dây. Ok, đây là cái rắc xuống những cái chức năng khác của nó nè, đó cái này là xả nước nè, rồi những chức năng khác đó, những cái LG những cái đời sau này thì nó rất nhiều chức năng. Đây là cái chạm cho phao nè, phao cảm biến nhiệt nè, đây là cảm biến đun đun nhiệt nè, đun sấy nè, đó thì có rất nhiều. Cho nên khi mà chúng ta làm kiểu có những cái bo loại này thì các bạn kêu khách hàng mang bộ dây cũng là cái việc phải thôi. Còn một số thợ họ kêu luôn mang luôn cả cái máy lại nữa. Ô, cái đó thì nó nhiều rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xem, chúng ta bắt đầu thử nha. Thử nghiệm thì cái bộ dây chúng ta thì các bạn lần mò. Thì các bạn biết rằng mình hướng dẫn các bạn rất nhiều những cái video nói về lỗi ED2. Thì cái lỗi ED2 là cái lỗi về mặt gì công tắc cửa. Các bạn ha, không được cửa. DA1 là không có cuộn dây không đóng cửa, DA2 là chốt cửa không đóng. Đó, đó là những cái mã lỗi mà ở đây mình dạy học trò của mình. Ở trên mô hình Rackban của mình có mô hình Rackban của mình cũng dạy trực tiếp cái lỗi DA2 này. Cho nên nếu như mà các bạn xem á thì các bạn sẽ học hỏi được cái cách mà sửa cái lỗi DA2 này thôi. Tuy nhiên có một số bạn không chịu học hỏi trên video mà cứ gặp ban bệnh mà hỏi mình thì mình không trả lời thì các bạn lại thân lại buồn phiền nha. Thì các bạn phải khi mà các bạn muốn cái gì đó thì các bạn phải phải học hỏi mới được, chứ không phải là khi mà các bạn gặp một cái mã lỗi là các bạn lập tức các bạn nhắn tin vô Zalo mà các bạn gọi thôi các bạn hỏi. Cái đó là cái điều không đúng đâu, tại vì không bao giờ ai chỉ cho mình những cái đó, mà mình phải gì, người ta cho mình học ở trên kênh YouTube á, và là mình dạy hoàn toàn miễn phí. Cho nên các bạn có thể lên YouTube các bạn học, các bạn có thể vô những cái video trực tiếp, ví dụ nha, đây ví dụ các bạn vô cái video trực tiếp của mình đó trong YouTube á các bạn. Trong YouTube á thì các bạn sẽ xem cái phần YouTube nội dung là sẽ đi các bạn vô cái phần video trực tiếp nè, đó mình có dạy rất nhiều, ví dụ như hôm nay mình dạy cái Samsung Inverter đó, bạn thấy không, trên nền tảng YouTube hoàn toàn miễn phí hết, miễn phí, và luôn cả trên Facebook mình cũng miễn phí luôn đó. Thì thí dụ như các bạn muốn cái gì thì các bạn có thể vô trong những YouTube các bạn ngồi coi, các bạn học, mình dạy miễn phí hoàn toàn hết các bạn đó, các bạn kêu các bạn học, chứ không phải như thế là khi mà các bạn gặp một cái mã lỗi các bạn hỏi. Nói thiệt, nếu như là mình là thợ, mình có chỉ không, mình cũng muốn chỉ đâu, tại vì cái đó để kiếm cơm mà, đó thực tế rồi chúng ta gắn công tắc cửa. Nhiều các bạn không hiểu, và một số bạn còn rất là buồn cười nữa, các bạn học ở chỗ nào mình không biết. Khi mà các bạn gặp mã lỗi hoặc là một cái lỗi nào đó các bạn hỏi mình thì làm sao mình chỉ được. Cái đó là cái thực tế, nhiều khi nói ra thì nó rất là có một cái vấn đề tế nhị. Các bạn đi học á, các bạn đóng tiền một nơi nào đó mà khi mà các bạn gặp mã lỗi hư hỏng, tại sao các bạn không hỏi cái ông thầy mà dạy mấy bạn á, mà lại các bạn chạy qua mình các bạn hỏi, đó là cái điều không đúng rồi. Nhiều khi nói ra thì nó sẽ bích lòng ở chứ, nhiều khi nói nhiều quá không đúng trên cái YouTube đó. Rồi chúng ta cắm cái đắt hiển thị vô ha. Rồi ok, thì để cho tránh để cho kiểm chứng cái vấn đề này thì khi mà các bạn thử một cái máy á, thì các bạn thấy là cái chốt cửa LG chúng ta thì nó sẽ có hai phần nha các bạn, một phần cuộn dây thì một phần gì phải cho nó đóng tiếp điểm. Thì khi mà các bạn thử là các bạn phải gạt cái này qua nè. Thay vì các bạn gạt đi nó hơi khó đúng không, gạt đây, nói chung là bạn nào có phương án làm mỗi bạn viên gạt đây cũng được. Thì khi mà các bạn gạt ở đây, đó thì các bạn thấy nha, thì chỗ này nó cũng khóa nè, đó khóa đó,
thấy không các bạn. Cho nên có một số bạn thì gạt ở đây cũng được, gạt ở đây cũng được, tùy theo cái cách mà mình làm. Ok chưa? Đó, ví dụ mình gạt ở đây thì mình sẽ lấy cái con ốc gì đó mình chặn lại, tùy mấy bạn à. Mỗi bạn sẽ có một phương án làm riêng, mình không có chê bai cái phương án của bạn, nhưng mà mỗi bạn chúng ta sẽ có một cái phương án làm cho riêng mình ha. Ok chưa? Rồi, sau khi chúng ta lấy cái chốt thì chúng ta chặn cho nó gạt qua thì chúng ta thử nha các bạn. Ok, sợ nó bung thôi. Thì nếu như một số bạn làm quen thì chúng ta sẽ không có, chúng ta sẽ thả. Và chúng ta thử một bóng đèn, chút nữa mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bóng đèn, cũng có thể gắn bóng đèn để chúng ta thử ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thử xem lỗi đúng lỗi DR2 không các bạn ha. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm điện cho nó, chúng ta sẽ mở nguồn. Thì cái bộ dây tới cho khách của khách hàng đem tới cho chúng ta thì nó luôn luôn thì khách hàng họ có đâm họ gỡ luôn cái cắm điện. Còn nếu không thì chúng ta cẩn thận có thể cắm ở trên cái bo này ha. Các bạn giật cái này ra, các bạn cắm đây đó đều được hết nha, chứ không phải là nhất thiết là phải có đủ bộ đâu. Rồi chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấp điện ở trên đây luôn. Ok, chúng ta thử nha. Mở nguồn. Rồi, chúng ta mở nguồn. Rồi chúng ta mở. Vậy thì khi mà chúng ta mở thì chúng ta sẽ nhấn start. Đây là nút mở nguồn, đây là nút nhấn start. Thì các bạn có thể nhấn start thử xem. Đây. Nhấn start. Đó. Các bạn xem nó có báo phải đó lỗi DR2 không các bạn nha. Chúng ta chờ thử xem. Đó. Và các bạn thấy rõ ràng công tắc cửa nó đóng, nó không giữ. Nó kêu kêu cạch cạch đó. Thấy chưa? Đây là cái lỗi DR2. Nếu không có công tắc cửa thì nó sẽ báo cho chúng ta lỗi DR1. Các bạn ha. Đó, đây là lỗi DR2. Rồi, bây giờ làm sao chúng ta sửa cái lỗi DR2? Mình hướng dẫn các bạn một cách ngắn gọn, đơn giản dễ hiểu thôi nha các bạn. Ok. Rồi, như vậy các bạn bắt đầu chuẩn bị nha. Đây là cái sơ đồ. Đây cái sơ đồ. Đây cái sơ đồ các bạn. Đây cái sơ đồ. Thì các bạn thấy đây là một cái sơ đồ do mình vẽ ra. Mình sẽ để tránh cái tình trạng mà các bạn mình sẽ ký đơn cái. Rồi 0907 716 705 là cái điện thoại của mình ha. Ok, bạn nào có học nghề thì có thể liên hệ với mình. Rồi bây giờ chúng ta xem thì các bạn thấy là cái công tắc cửa của chúng ta, đây là cái công tắc cửa, đây công tắc cửa. Thì công tắc cửa chúng ta có tổng cộng là 4 giây các bạn ha. Đây 4 giây. Đây 4 giây, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, từ từ các bạn không phải lo. Rồi, ở dây màu đen nè, đây dây màu đen nè các bạn, đây dây màu đen thì các bạn để như vậy. Dây màu đen nè, màu đỏ nè. Đúng chưa? Đen, đỏ nè, dây xanh, dây vàng. Thì các bạn thấy là dây đen và dây đỏ là tiếp điểm, đúng không các bạn? Dây vàng và dây xanh là hai cái tải của nó, đúng không? Rồi, như vậy các bạn thấy khi mà tiếp điểm nó đóng mà nó không đóng thì nó sẽ báo cho chúng ta là lỗi DR2. Đó, lỗi DR2 là lỗi một phần là do gì? Do không đóng tiếp điểm. Đó, không đóng tiếp điểm. Không đóng tiếp điểm. Như vậy thì nó sẽ báo lỗi DR2. Rồi ok, vậy các bạn thấy dây màu đen. Dây màu đen thì nó sẽ chạy về trên bộ dây thì nó sẽ chạy về cái chân nào các bạn? Đây. Dây màu đen nó sẽ chạy về cái chân nè, chân này đúng không? Để chúng ta sẽ đo thông mạch thử xem nha. Ok, chúng ta sẽ đo thông mạch, mình sẽ đo cho mấy bạn xem. Phải đúng như vậy không? Đây, ok, chúng ta sẽ mở thang đo thông mạch. Rồi. Rồi, các bạn xem nha, mình sẽ rút cái công tắc cửa ra. Mình hướng dẫn video clip cho những bạn mới chập chững bước chân vô nghề để có cái khuynh hướng để sửa một cái máy để đỡ một nhọc nhằn trong vấn đề mà chúng ta đi làm việc nha. Chứ không hướng dẫn cho những cái bạn thợ chuyên nghiệp nha. Vấn đề thợ chuyên nghiệp thì có thể tự làm được, mình không phải nói nha. Ok, còn các bạn có góp ý thì các bạn cứ góp ý, còn các bạn chê bai thì xin các bạn đi chỗ khác, tại vì ở đây không, chúng ta chỉ góp ý với nhau để cùng nhau phát triển thôi, còn các bạn chê bai thì các bạn đi chỗ khác. Thì khi mình hướng dẫn ở đây thì chúng ta rất là dễ hiểu, các bạn có không thể mua tài liệu hay là bất kỳ giáo trình giáo án nào của một cái nơi nào đó hết, để chúng ta rất cực kỳ dễ hiểu. Đây là một dây màu vàng đúng không? Thì cái dây màu vàng nếu như các bạn nào tinh ý á, nếu như tinh ý hoặc là có những cái bo mạch sát mà các bạn dò mạch á, đúng không, thì ở đây thì những cái thợ sửa bo thì thật sự không hay đâu. Họ dựa theo thói quen hoặc là họ có những cái bo sát thì họ dò mạch. Thì ví dụ như mình là người sửa bo, mình dò mạch thì mình thấy là một chân của dây màu đen thì nó sẽ chạy vô con ốc đồ quang. Đây các bạn xem nè, đây ốc đồ quang đó, các bạn xem là một chân của nó sẽ chạy vô một con ốc đồ quang đó, thấy chưa? Ốc đồ quang đây các bạn nhìn ha, mình sẽ phóng lớn lên luôn cho các bạn xem, các bạn khỏi phải suy nghĩ suy tư gì hết. Đây với một dây màu đen, mình sẽ lấy cái đèn mình rọi vô luôn để cho các bạn thấy rõ. Một số bạn không thấy rõ đúng không, mình thấy cái đèn chúng ta rọi vô. Đây rồi, rõ chưa các bạn? Rất rõ đúng không? Đây các bạn có thể coi, các bạn thấy làm đây các bạn thấy chưa, đồng hồ nó kêu đúng không,
chạm mạch kêu rồi. Với còn một chân ốp đảo quang nữa, khi mà nó đóng điện thì cái ốp đảo quang này sẽ báo cái điểm, đây là dây tiếp điểm đúng không? Dây tiếp điểm, dây màu đen là dây tiếp điểm, dây màu đen là dây tiếp điểm. Như vậy dây màu đen nó sẽ chạy đây, đây cái dây màu đen đấy các bạn, đó để các bạn thấy, thấy chưa? Được chưa các bạn? Đó. Thì các bạn coi dây màu đen đây, nếu như mà bạn không 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 rõ nữa, mình sẽ gỡ cái dây màu đen ra, mình sẽ gỡ cái gì ra cho các bạn nhìn, các bạn xem cho nó tiện đúng không? Để chúng ta gỡ đây. Những cái lỗi này rất là đơn giản, dễ hiểu, dễ sửa nhất trong những cái dòng body. Thì những cái lỗi D2 là cái lỗi mà tương đối là cực kỳ dễ sửa, và mình hướng dẫn cho video clip thì các bạn thấy là nếu như đã hướng dẫn video clip rồi thì nó quá dễ, nên mình hướng dẫn cho video clip, tại vì có những cái ban nó khó hơn mình để dạy học mà, cho nên cái ban dễ mình sẽ hướng dẫn các bạn cứ siêu xem từ từ, từ từ mình sẽ up dần lên, không phải nhất thiết là các bạn phải mua tài liệu giáo trình giáo án gì, bạn mất tiền mà các bạn không làm được đâu, nó thực tế trong nhiều năm mình làm mình biết. Rồi những cái giáo trình giáo án bán trên mạng, rồi những cái giáo trình thực chất ra chả có ý nghĩa gì hết. Rồi chúng ta xem đây, đây đo nha, đây một chân của ốp đồ quang chúng ta sẽ đo, sorry nha, đây chúng ta phải đo trên cái chạm nè, đây nó chạy vô đúng không, đó nó chạy vô và mình hơi tối đúng không, đây để vào đây rồi, ok rồi chưa, đây thấy chưa các bạn. Rồi về cái che cái dây này nè, à, cái dây này nè đen nè, đó nó có chạy ra cái chạm không nè, đây chúng ta xem đây cái chạm con cá cửa đâu, đây cái chạm con cá cửa đây, để đúng không các bạn, để các bạn hình dung là đây cái chạm cá cửa nè, đó nó chạy ra màu đen không, để thấy chưa các bạn, ok chưa, chạy ra màu đen, về dây màu đen nó sẽ cắm xuống đây, về công tắc cửa nó sẽ chạy về đây một một line nè, đó, một line, ok, rồi màu xanh chạy một line, đây chúng ta nhìn ở sơ đồ, chúng ta nhìn ở sơ đồ cái đây. Rồi, nhìn lại sơ đồ một cái, rồi rồi chúng ta nhìn lại sơ đồ một cái, đây đây là công tắc cửa, à, mình hướng dẫn từ từ các bạn nha, đây công tắc cửa với màu đen nè, đó nó chạy vô, nó chạy vô một lai, mình thấy không, màu đen nè, đây cái chạm với màu xanh, đấy cái chạm với màu xanh, được chưa, công tắc cửa chạy vô một dòng màu xanh, như vậy với màu xanh thì nó sẽ nối với một con ốc trâu quang, nói với một con ốc đầu quang, cái dây màu xanh nó sẽ nói với một con ốc đầu quang, mình sẽ vẽ đây cho các bạn xem nha, đây là dây màu đen nè, dây màu đen sẽ chạy vô một chân của ốc đầu quang, đây chân của ốc đầu quang, mình hướng dẫn rất là chậm rãi từ từ, các bạn xem thì các bạn có thể hình dung ra, rồi ok chưa, rồi như vậy là chúng ta chạy một chân ốc đầu quang đi, à, chạy một chân ốc đầu quang, rồi ok, như chân 1, 2 đây các bạn, chân 1, chân 2 thì chúng ta sẽ thấy là theo quy luật của ốc đầu quang thì có ốc đảo quang đây, chân 1 nằm đâu các bạn, chân 1 nó nằm nằm đây, 1 2 đúng không các bạn, 1 2 bây giờ chúng ta cứ vẽ cho các bạn xem trước đi đã, à, đúng không, đây 1 2 rồi, đây là chân số 1 nè, 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, ok đây là ốc đảo rồi, ok chưa, rồi như vậy thì dây màu đen nó chạy vô một chân, một chân rồi chạy thẳng vô đúng không, tại chúng ta đo thông mạch mà đúng, còn dây còn lại nè, còn dây còn lại, như vậy thì nếu như công tắc cửa đóng thì con ốc đảo quang phải sáng, phải sáng, nếu như nó không sáng thì nó sẽ đứt một lai, à các bạn ha, đứt một lai đối với lại dây nguồn, chúng ta xem nha, chúng ta xem nếu như bạn dò mạch, bạn chịu khó dò mạch thì mình các bạn sẽ thấy dò được cái khúc chỗ này, ok chúng ta sẽ thử nha, đây là chân còn lại của ốc đảo quang, nếu như các bạn dò thì các bạn sẽ nếu như các bạn không quen thì các bạn sẽ cắt cái mạch ra các bạn dò, còn nếu như mình quen thì mình sẽ dò một cái phương án khác, các bạn thấy nè, à, những cái chân chung của nó sẽ nối về một cái cầu chì, cái cầu chì trên đây, đây cái cầu chì trên đây các bạn xem nè, đây cầu chì trên đây nó sẽ nối với vậy chân của những cái con chắc bên đây, các bạn xem nha, thử xem đó, thấy chưa các bạn, nhưng mà các bạn xem là mình hướng dẫn các bạn cái phương án nhanh nhất nha, còn nếu không thì các bạn mở và dở mà các bạn dò đây, các bạn thấy cái cầu chì nó đứt nè, cầu chì đứt nè, đó cầu chì đứt nè, cho nên là nó không có cái điện cấp cho lai thứ hai của ốc đảo quang, đó như vậy không, đây là nó chạy về cái cầu chì, nó qua những cái con điện trở hạng bất áp, đó nó chạy về cái cầu chì đó, được chưa, hai cái thằng này là vô gì 220V đó, có đi ở đây có đi diode nữa nha các bạn, rồi đi diode giá chẳng ngược rồi, cho nên là bạn thấy là khi mà cái lỗi D2 phát sinh thì các bạn cần phải làm gì, các bạn cần phải đo con đi diode, à, cần phải đo điện cấp vô cho chân T2,
Cái các bạn thấy là nó bị đứt, các bạn thấy không? Nó bị đứt. Đây trên T1, T2. T1. Rồi nó hơi sâu, chúng ta chọt phải chính xác. Không chính xác thì nó đây trên T1 của chị á. Rồi chưa? Như bạn thấy nó kêu rồi, các bạn thấy rõ ràng chưa? Rồi, như vậy thì cái cầu chì nó đứt. Bây giờ chúng ta sẽ nối cái cầu chì lại. Nối cái cầu chì lại. Tuy nhiên mà để cho một cái cầu chì mà bị đứt, để cho một cái cầu chì bị đứt mà tự nhiên bị đứt thì nó hơi khó khăn. Chúng ta sẽ kiểm tra những cái con chiác vòng vòng đó xem có con chiác nào chạm chập không. Ví dụ như là ví dụ chạm thoát nước nè, chạm cấp nước nè. Ở chiác nó những cái chiác nó bị chạm hay không thì nó để làm đứt cầu chì, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nối cầu chì trước. Để những cái cấp nước thoát nước chúng ta chưa có gắn ở trên đây, cho nên chúng ta sẽ nối cầu chì. Chúng ta sẽ thử xem nối cầu chì để thử công tắc cửa nha. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nối cầu chì thử cửa. Khi mà nó gặp cái lỗi DE này thì nó sẽ báo thì nó không cho quay motor. Bây giờ chúng ta sẽ nối cái cầu chì. Cái chỗ này nối nó sẽ hơi khó khăn ha. Chúng ta đang cố gắng chúng ta nối thử nha. Rồi chúng ta thấy à, nếu như mà bạn muốn muốn chắc chắn thì các bạn phải 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 cắt cái mạch ra, các bạn hẹn dưới. Nhưng mà mình ở đây thì mình cái trường hợp mà cắt cái mạch ra đó thì nó sẽ có hơi ẩm, nó lòn vô, tại vì cái mạch của người ta đổ keo rất kỹ. Cái keo của mình đó, thật chất là đổ cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không chắc bằng cái keo của người ta các bạn. Cái đó là luật nha. Cái keo của người ta đổ rất là dày và nó rất là chắc chắn. Còn keo chúng ta chỉ là đổ mang hình thức là chỉ tạm thôi. Rồi chúng ta sẽ nối bằng cái cầu chì. Đó, nói bằng cầu chì thì chúng ta đầu tiên chúng ta sử dụng cái dây mảnh trước, cái dây thật mảnh trước để chúng ta thử. Nếu như có tải thì nó sẽ làm cho cái dây mảnh này bị đứt đi, chúng ta có biết là nó vẫn còn chạm nha. Rồi xong rồi khi mà thử xong xuôi thì chúng ta sẽ gắn cho nó cái cầu chì đúng đúng nghĩa ha. Rồi ok, mình làm video clip này thật là chậm để mong giúp cho các bạn có được cái cách để làm cái lỗi DE này. Mong các bạn xem, các bạn like, chia sẻ cho cộng đồng và những anh em họ cùng xem. Hàng ngày mình có phát livestream trực tiếp trên nền tảng YouTube và Facebook cách sửa những cái bo mạch một cách hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể vô xem. Tuy nhiên xem thì không thể như học trò của mình được. Học trò của mình thì có những cái nó cao cấp hơn, nó thực tế hơn, chứ còn như xem thì chúng ta chỉ xem để cho biết thôi, chứ còn mà thực tế lắm thì không có đâu. Ok. Rồi, này chúng ta sẽ tiếp tục ha. Vậy chúng ta sẽ nối cái cầu chì rồi đúng không? Rồi, đây các bạn xem mình nối cái cầu chì, nối bằng cái sợi dây mảnh thôi. Đây. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Chúng ta sẽ gắn cái công tắc cửa và chúng ta gạt lại xem nó còn báo lỗi D không. Ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ gắn thử motor tải này kia đầy đủ hết ha. Rồi, sau khi quá trình mà chúng ta đã làm xong thì chúng ta sẽ gắn vào công tắc cửa. Đây. Xem nó còn nhảy công tắc cửa không nha. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra những cái phần tải nào có bị chạm chập hay không. Rồi. Ok, chúng ta bắt đầu thử nha. Đầu tiên thì các bạn cũng gạt cái công tắc cửa qua, giống như hồi nãy mình hướng dẫn. Đây các bạn gạt qua. Đó. Các bạn gạt qua, các bạn giữ lại cho nó. Ok. Rồi. Cái này giảm hơi khó khăn xíu. Đây, các bạn chờ mình xíu nha. Mình giữ. Để tránh tình trạng nó bung, rồi chúng ta giữ nó luôn chút xíu để mình cố gắng mình làm cho nó giữ nó luôn này các bạn nha. Rồi ok, rồi thử lại nha các bạn. Mở nguồn đây, rồi chúng ta tắt máy, chúng ta mở lại cho các bạn xem coi nó có báo lỗi không nha. Mở nguồn nè, mở nguồn xe ta đó, xem có báo lỗi DE không. Đó, nó báo lỗi DE2. Nếu như mà không báo lỗi DE2 là chúng ta vượt qua lỗi DE2. Ok ha các bạn ha. Còn nếu như tiếp tục báo thì nó vẫn còn bị lỗi. Ok không? Rồi chúng ta thử. Đây là một cái phương pháp sửa lỗi DE2 cực kỳ đơn giản, nhưng mà các bạn phải hiểu biết về về mạch thì mấy bạn mới có thể làm được ha. Các bạn phải chịu khó vào mạch. Đỉnh cao nhất của sửa bo mạch không phải là thay linh kiện, mà là hiểu quy trình chạy của cái máy, hiểu được cái bo mạch nó nói gì và
phải dò được mạch. Đây là cái mà sữa bo, cái đỉnh cao nhất của sữa bo mạch, chứ không phải là các bạn phải đau trâu lớn, phải thay của xe này thay của xe nọ. Mình thấy có một số bạn sữa bo mạch mua đồ rất nhiều, thay rất nhiều nhưng mà không chạy, đó là thật sự là như vậy. Nhưng mà có những các bạn luôn luôn thắc mắc là tại sao đem những cái bo mạch đó cho những thợ sữa bo, họ gì, họ sửa rất nhanh đúng không? Đây các bạn, lỗi LE là lỗi không có motor. Đây chúng ta sẽ thử motor ha, chúng ta sẽ thử motor. Ok, rồi chúng ta sẽ lấy motor để mình thử. Mình thì rất là bận, cho nên nhiều khi khách đưa máy tới sửa đâu có kịp, sửa không kịp. Mà dạy học thì mấy hôm nay mình dạy quá nhiều, cho nên là cũng không có thời gian làm những cái video clip cho mấy bạn xem. Chứ lúc trước thì mình rất là hay làm video clip mỗi ngày, mà lúc này bận cho nên là không có làm video clip cho mình xem. Với lại còn cái phần thứ hai đó, mà có mình rất là thắc mắc những cái bạn đi học nghề á, thì các bạn luôn luôn chú tâm về những cái hình thức bề ngoài của những số trung tâm. Các bạn thấy là những trung tâm đẹp sang, các bạn nhào với bạn học, nhưng mà những cái nơi đó không có biết sửa bo mạch, họ toàn là quảng cáo mà. Quảng cáo tặng cái này tặng cái kia, rồi các bạn ham, các bạn vô các bạn học, nhưng mà thật sự là những cái người đó họ không biết sửa mạch. Mình thấy họ không bao giờ làm những cái clip mà sửa những cái máy, họ toàn đem những cái tập dở ra, họ chỉ chọt chọt, thế họ tặng này tặng kia, các bạn khoái các bạn theo các bạn học, nhưng mà những cái nơi đó giải có ra hồn gì đâu. Rồi khi chúng ta cắt điện cắt vô thì chúng ta sẽ thử video clip là phải dạy người ta sửa những cái máy đó chạy đàng hoàng, chứ tối ngày cứ quảng cáo không. Mình thấy quảng cáo mà các bạn làm cái chỗ, các bạn thấy phải khoái quảng cáo là các bạn khoái, là các bạn nhào các bạn học. Đi đây là cái chết của mấy bạn, cái chết không hay luôn. Rồi chúng ta mở máy, chúng ta sẽ chỉnh chiều giác thử xem chạy không. Chiều giác đây sẽ ta, rồi chúng ta thử xem. Thì đối với một số nơi thì họ thử nghiệm bằng cái là lấy cái động cơ của máy giặt Elri với cái lồng họ thử, nhưng mà cái chỗ của mình chặt, mình không có thử được cái kiểu đó. Mình sẽ thử bằng cái động cơ của cái máy giặt xăng vô được không, chạy không. Đây động cơ máy giặt xăng vô rõ ràng nha, thấy rõ ràng chưa. Bạn nào quen thuộc thì biết, mình gắn trên đây một cái bánh mâm của máy giặt Toshiba 12 kg ha, 10 kg gì đó, mình không nhớ rõ lắm, nhưng mà mình cứ lấy đại thôi. Thì các bạn gắn ở đây mình cũng không có ốc đâu, thấy không, rõ ràng chưa. Thì chúng ta sẽ giờ xem nó chạy kìa. Rồi chúng ta chờ xem nó chạy không, thời gian có tụt không. Nếu như thời gian tụt chạy không có lỗi thì chúng ta ok. Đây là cái phương án mà chúng ta tiết kiệm được cái không gian. Còn thấy một số bạn thì chơi nguyên một cái khung sắt gắn rất nhiều những cái mua dây co ro kéo này kia thì cũng được, phương án đó mình thấy cũng ok. Nhưng mà mình cứ thử phương án của mình thôi, mình có điều kiện mình cứ thử phương án của mình. Rồi thời gian tụt số 14, chúng ta chờ xem nó chạy có báo lỗi không, nó chạy ra phút cuối cùng hay không, chúng ta thử xem luôn. Thì cho các bạn xem, một số bạn thì có nhắn tin comment hỏi mình là cách làm, thì mình cũng nói các bạn thì các bạn cứ lấy một cái motor đi, motor xăng vô các bạn làm thôi giống như mình. Tuy nhiên con nó cũng có một số cái thủ thuật, chứ không phải là gắn vô là chạy được đâu, có một số thủ thuật nữa các bạn đó. Rồi chúng ta chờ xem chạy, rồi chúng ta cứ chờ thêm thời gian nó tụt không. Rồi bạn nào có nhu cầu học nghề có thể liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907 716 705, Zalo của mình là 0931157758 nha các bạn. Địa chỉ học chúng ta là 861 xẹt 61 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Ok nha các bạn nha. Ok. Rồi chúng ta chờ xem đó, phút 14. Có một số bạn nói là chạy thử nó chạy không được, thì chúng ta cứ thử xem để chúng ta chút nữa nó tụt xuống rồi chúng ta sẽ cho các bạn xem. Rồi xong rồi chúng ta còn phải xử lý những cái con chi ác trên đây có chạm chập không, chúng ta còn phải xử lý nữa. Từ từ chúng ta sẽ tới khúc đó ha. Rồi các bạn thấy là tụt xuống 13, nó không nhảy thời gian là ok. Có một số bạn thì làm nó sẽ nhảy thời gian đó. Rồi chúng ta chờ xem coi nó nhảy không các bạn ha. Đó 13 14 10 13 rồi đó. Rồi chúng ta cứ chờ từ từ, không phải không gì dội. Khi mà các bạn sửa bo mạch mà khách hàng nào họ gấp quá thì mình khuyên các bạn kêu họ đem về luôn. Thì sửa bo mạch mà gấp quá mà hư hỏng thì do mình chịu chứ khách hàng không chịu đâu. Họ nói ngang không à. Rồi chưa các bạn, nó chạy tăng nè, 13 đúng không? Chạy tăng. Ok chưa? Đó.
Thì quy luật của LED nó chạy với giác hồi sẽ nó sẽ dừng lại xíu rồi nó sẽ chạy tiếp. Đây là quy luật của LED ha. Đó, ok chưa? Đó, số 12 đó. Mình thấy chưa? Mình thì không có, mình không có không gian nhiều như mấy những cái bạn ở ở tỉnh lẻ. Các bạn nhớ tỉnh lẻ thì cái không gian lớn lắm, cho nên các bạn hàng những khung sắt rất là bày thế để làm kéo motor này kéo motor kia. Mình thì không có, mình thì làm rất là nhỏ gọn, gọi là compact để nhỏ gọn trong phòng thôi. Nhiều khi trong phòng mình còn không có đủ thời gian để không đủ khoảng trống để đồ nữa kìa, chứ sao có thể đâu có khoảng trống đâu để mà để những cái mô hình lớn này. Đó các bạn thấy không? Phải xem tôi số 11 này. Cái này là một cái mà mình cho hướng dẫn để cho mấy bạn là thấy rằng là chúng ta vẫn có thể chế tạo những cái, hoặc là chúng ta chuyển biến những cái motor của một cái máy giặt khác thì chúng ta thử cho nó tiện. Cái motor máy giặt này thì mình thử cho hình như là mọi loại máy rồi đó, mọi loại máy có một số, chỉ có một số ít là những loại máy mình thử không được thôi, hình như là mình thử được tất cả các loại máy rồi đó các bạn. Đó, từ số 11 và nó sẽ chạy hết chương trình luôn, không báo lỗi nha các bạn, mà mình đã thử rất nhiều lần rồi. Đó, mình thấy không? Được không? Đó, số 10 rồi đó. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã vượt qua cái lỗi D2 cách rất là nhẹ nhàng đúng không? Chỉ đơn giản là một cái sợi dây nâu đó thôi đúng không? Nhưng mà tuy nhiên ngày kia các bạn bắt chước mình thì các bạn cũng có thể làm được thôi, chắc chắn 100% là làm được. Mình đã nói với bạn là xem video 100% làm được. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng nó chứ đó. Để mình xử lý một số cái nữa ha. Chúng ta tạm dừng nó. Được không? Hai các bạn muốn để cho xem hết thời gian chúng ta tự xem hết thời gian. Có một số bạn này nói là nó chạy nó sẽ đứng thôi mà, làm gì có. Không có đâu. À, cho nên chúng ta cứ xem thử đi. Rồi các bạn nào mà muốn xem tiếp thì các bạn cố gắng nén nén chút xíu cho một số anh hùng bàn phím thấy rõ là chúng ta thử được nha, để không thì các bạn nói mình không nói mà làm có được đâu. Chúng ta thử xem đó. Được chưa? 9 phút nè. Bạn nán nán xem giùm mình chút xíu nha, để chúng ta sẽ tiếp tục để qua cái phần hay hơn, làm những cái hay hơn cho các bạn xem. Rồi, các bạn xem thì nhớ like mình, ủng hộ mình cái kênh của mình giùm ha, để của mình ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Các bạn nhớ nhấn cái nút mình đăng ký theo dõi á, để khi nào mình có những cái clip mới thì các bạn có tiện bề nó sẽ thông báo. Các bạn bật cái chuông á, cái chuông thông báo á. Ví dụ như ở trên cái YouTube nó có những cái chỗ mà thông báo nè các bạn đó, ví dụ như cái chỗ thông báo nè đó, dùng cho cái chuông này đó, đánh vô cái chuông này thấy không? Đó. Cái chuông á thì nó sẽ thông báo, nó sẽ thông báo khi nào mình có video clip mới á, thì nó sẽ thông báo cho bạn. Đó, xuống số 8 rồi đó, các bạn thấy không? Đó. Chúng ta chờ chút xíu đi cho các bạn thấy là trong cái quá trình mà chúng ta thử nghiệm cái motor này là tốt và chịu được. Đúng không? Để không thì chúng ta sẽ mất công thì chúng ta làm những cái gọng sắt, chúng ta mua những cái motor thì nó tương đối khá đắt tiền đối với cái motor của Elri nhật tơ, và chúng ta phải có cái lồng nữa kìa. Motor Elri các bạn mua thì các bạn phải có cái lồng, một khúc lồng để chúng ta thử thì nó mới chạy, chứ không có cái lồng nó không chạy đâu, nó cũng báo lỗi à, nó cũng nhảy khi nó nhảy thời gian à. Đó là thấy không, chạy tốt không, ngon lành không. Mình thì không có không gian nhiều cho nên mình làm cho những thiết bị rất là thô sơ, miễn sao mà chúng ta thử được cái máy cho khách chạy ok là tốt. Mấy nay mình bận quá không làm được video nhiều cho mấy bạn xem. Dạy học thì hôm nay mình dạy một ngày hết, nếu như mình dạy trực tiếp cho học viên thì một ngày khoảng 7 tiếng, 7 tiếng hoặc là 6 tiếng mấy một ngày á. Tới giờ mà vẫn còn phải thức làm video clip cho mấy bạn, các bạn xem mấy giờ đó, hai mấy giờ sáng
thấy không? Và mình thì khi mà các bạn học viên ở đây thì các bạn luôn luôn được vô những cái nhóm Zalo hỗ trợ nội bộ ha. Các bạn hơi hỏi thầy là có hỗ trợ trực tiếp không? Có chứ, lúc nào cũng có, các bạn xem nè. Đó, thấy không? Những cái nhóm này, những cái nhóm Zalo hỗ trợ cho học viên ở xa đó, và là học online đó, các bạn thấy được không? Rất nhiều, rất nhiều đó. Đây những Zalo nội bộ của mình đó, các bạn hỏi không? Những cái ban khó thì mình trực tiếp mình hướng dẫn, còn những cái ban dễ thì những cái học trò cùng nhau hỗ trợ, đúng không? Những cái nhóm cũ mình đang loại dần những cái nhóm cũ, rồi mình lập những cái nhóm mới cho những học viên mới để cùng nhau giúp đỡ khi mà gặp khó khăn còn ha. Ok, còn sơ đồ thì mình có đầy đủ tất cả là sơ đồ của tất cả các loại máy, cho nên thì các bạn không phải hỏi mình là học ở đây có sơ đồ không. Thí dụ sơ đồ của cái máy mà chúng ta đang thử, đúng không? Các bạn hỏi thì có sơ đồ không? Có đây các bạn, đây mình sẽ mở sơ đồ cho các bạn xem. Đây LV có tất cả tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, thì các bạn vô máy giặt LV cũng nghe, đây nó có sơ đồ loại A, loại B, loại C đó, loại A, loại B, loại C, loại nào cũng có hết, cho nên các bạn không phải hỏi là có sơ đồ không. Biết rồi đó. Ở cái này sorry các bạn, tủ lạnh mình mở vào máy giặt đó. Đây các bạn thấy không, đủ là máy giặt tự đứng, nhìn là biết máy giặt tự đứng đúng không các bạn? Đây nè, nhìn là biết máy giặt tự đứng. Mình có mọi loại sơ đồ hết, không thiếu cái gì hết, cho nên là các bạn học viên ở đây thì cấp thoải mái bằng sơ đồ. Còn nếu như mà tặng cái này tặng cái kia thì mình dư sức tặng trong vòng 3 năm cũng chưa hết sơ đồ của mình. Cho nên là mấy ông mà cứ tặng sơ đồ có tôi tặng mấy ông chết chắc đó các bạn, thấy không? Đây là sơ đồ của máy giặt chúng ta đang sửa các bạn ha, đang sửa nó nhiều lắm, rất nhiều những cái sơ đồ của những loại máy khác nhau. Đó. Cho nên là các bạn bớt có những cái mà hỏi như cái sơ đồ có ở đây có sơ đồ không? Đây phố thứ năm này nha, để phố thứ năm ha, không tôi vẫn chọn đúng chưa đó. Cái một cái minh chứng là chúng ta sử dụng một cái motor xăng vô để thử cái LV tất cả các dòng máy LV, kể cả tự đứng kể cả tự ngang đều được hết nha các bạn đó. Ok đúng chưa, nếu nó nhảy thời gian nó nhảy từ phút thứ 8 này các bạn. Cái mô hình mình đang dạy học mô hình cũng máy giặt đời mới các bạn. Đây cái mô hình mình đang dạy ở chỗ chúng ta học là mô hình máy giặt này các bạn thấy không? Máy giặt này nó đang được gắn trên miếng mô hình luôn. Sơ đồ đầy đủ 100% là thực tế, những bệnh bệnh mình hướng dẫn thực tế. Rồi phút thứ 4 rồi đó, các bạn xem từ từ ha. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta có thể là dùng một cái motor để giả tải được hết nha. Rồi một chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tại sao nó hứt đứt cầu chì, tại sao đứt cầu chì. Đây tại vì á các bạn hay nói thợ sửa hay không phải hay đâu, thì một số loại bo nó sẽ có một số cái đặc điểm hư riêng biệt. Chúng ta nhìn cái bo này chúng ta sẽ biết nó hư cái gì, nó hay hư cái gì, chứ không phải là họ hay. Tại vì mỗi ngày họ cầm cái bo họ sửa mà, cho nên họ sẽ biết chuyện đó, gọi là họ quen rồi, họ quen cái công việc rồi, chứ không phải là hay. Nếu như các bạn ngày nào cũng ngồi sửa bo thì các bạn cũng sẽ đạt tới cái trình độ đó thôi, tức là quen với một cái bo mạch đó. Thế thì sẽ, ví dụ như là sang vô mà hay mất nguồn thì chẳng hạn đi, mất nguồn thì nó hay hư thật anh, đúng không? Toshiba thì nó hay hư được 50 hạt ví dụ như vậy, đúng không? Rồi hết giờ nha các bạn nha, đứng hết giờ, phút thứ ba đứng là đúng rồi ha. Ok chưa? Rồi nó sẽ đảo đi đảo lại vài vòng thì trước khi nó kết thúc chương trình. Đó. Đây là đó, nó sẽ đảo đi đảo lại để trước khi kết thúc chương trình. Đây phút thứ hai nè các bạn, thấy không? Trong phòng mình nó chặt lắm các bạn thông cảm nha, đứng phải mỗi lần mình muốn thử cái motor là phải để motor lên chỗ ngồi xong mình đứng để quay cho mấy bạn xem đó, các bạn thông cảm nha, chứ không phải là mình không muốn lịch sự đâu. Mà chỗ nó chặt quá các bạn thấy không, để đầy đồ mà nhiều đồ lắm. Rồi chúng ta coi kết thúc chương trình được không ha. Đó phút thứ hai rồi nha, thấy rõ chưa, quy luật nó sẽ quay vòng từ phút thứ ba trở xuống, nó quay vòng xong rồi nó sẽ đứng lại. Đây là quy luật rất là phổ biến của máy giặt LG.
Rồi phút thứ một ha, còn 1 phút rồi, để cái nó quay như vậy là nó đánh tơi đồ ra để không bị rối đồ á. Mà đây là cái cách thiết kế của người ta đó. Phút thứ một nó gần hết chương trình ha. Sắp hết rồi ha, còn phút nữa các bạn ráng cố gắng thêm, mà chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa chữa thêm cái phần còn lại của nó là cái phần gì, chúng ta chờ xem phần chút xíu nữa ha. Tại vì một số bộ mạch thì nó sẽ hư hỏng một số đường thôi, nó không nhiều đâu. À, khi mà cái cầu chì đứt nãy giờ các bạn mình thấy không, mình các bạn có thấy mình không gắn cái bơm xả đúng không? Này chút nữa chúng ta sẽ kiểm tra được bơm xả, tại vì nó rất hay cái hư cái đường bơm xả. Rồi em chưa, rồi nhả cửa hợp lệ ha. Khi mà các bạn nhả cửa thì bạn rút nó ra, không thì nó cũng báo lỗi đó. Ok chưa? Rồi đó, đây cái chương trình. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành cho một cái quá trình mà chúng ta sử dụng một cái động cơ của cái máy giặt xăng vô, thì chúng ta có thể thử vào một cái boi Elri mà các bạn không phải mua một cái động cơ gì đó, thì chúng ta cũng không tốn thì với cái mà gọi là cái không gian rộng thật rộng để chúng ta chứa những cái động cơ, những cái mô hình đó hết rồi không? Ok chưa? Tự nó tắt chương trình, mình không có tắt nha. Đây cái nút tắt nằm đây nè. À, cái CB nằm đây nè. Cái đèn nguồn còn nữa đúng không? Đèn nguồn còn. Rồi mình tắt nha, mình tắt. Bây giờ chúng ta sẽ sửa cái phần còn lại của nó. Các bạn chờ xem mình sẽ sửa phần nào. Còn cái mô thì nó sẽ có một số cái điểm hư thôi, không có nhiều đâu. Để chúng ta sẽ sửa cái phần kế của nó ha. Ok. Rồi cái phần kế của nó là cái phần nào đây? Thì chúng ta xem. Thì các bạn thấy là chi ắc cấp nước là cái phần mà nó hay hư nhất trong cái bộ máy giặt Elri. Đây là cái mà họ khi mà quen sửa thì họ sửa thôi chứ không có gì đâu. À, mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem nha. Đây là con chi ắc. Thì cái con chi ắc quy luật cái con chi ắc thì các bạn cũng biết. À, con chi ắc chúng ta thường thường nó là ba chân. Con chi ắc cũng là ba chân. Thì có con chi ắc lớn á. Con chi ắc lớn. Đúng không? Thì các bạn quay mà cái mặt đọc được số của mình á, quay cái mặt đọc mà đọc được chỉ số. Đọc được chỉ số. Thì đây là chân T1. Đây là chân T2, đây là chân G. Thì thông thường thì cái chân G này nó sẽ đi về một lai, gọi là một lai AC. Đúng không? Một lai AC. À, cái chân thứ hai á, cái chân T2 thì nó sẽ vô gì? Vô cái tải. Ví dụ như là cái bơm nước á, chúng ta mô tả bơm nước á. Để vô một lai điện thứ hai, là ví dụ như là lai L, đây là lai N. Đó. Thì cái chân G này nó sẽ chạy về cho opto quang vi xử lý gì đó. Đại khái là vi xử lý sẽ điều khiển cái chân G này. Nếu như tới quá trình mà cần cấp điện cho motor thì vi xử lý nó sẽ điều khiển chân G để kích hoạt cho cái motor chạy. Đó, thì trong đây là cái con chi ắc mà xả nước là cái con chi ắc này nè. Đây. Đó, thì các bạn thấy đây là chúng ta sẽ lấy cái chạm này lên cho nó dễ đo. Đây. Thì chúng ta có tổng cộng là 3 chân T1 T2 G. Thì đối với một số bạn á, thì nói hay thợ sửa mô hay, không phải hay đâu. Ví dụ như mình là người thợ sửa mô quen rồi thì mình sẽ đo thử xem cái con chi ắc này có chạm chạm hay không. Tại vì làm nổ cầu chì phải có hẳn phải có nguyên nhân thì mới nó cục nổ cầu chì. Rồi chúng ta thử xem. Đây là chân T2 nè, đây chân T2 nè. Chân T2 á thì mới nãy mình vẽ là nó sẽ ra cái chạm cấp nước đúng không? Đây. Đây chân T2. Đây, bạn thấy không? Đây, còn chân T1 nó nằm ngoài bìa nè. Đó. Các bạn chọt chân T1 với lại chân T2 ra đo thử xem nó có lên kim hay không. Đó, bạn thấy không? Nó lên kim. Thấy không? À, đối với một số, còn nếu như chúng ta đồng hồ kim thì nó sẽ lên kim. Nó lên kim, chúng ta thử nó, thử luôn cả số cả kim. Một số bạn thì chưa có điều kiện mua đồng hồ số thì vẫn phải xài đồng hồ kim. Đây. Ok, như chúng ta sẽ đo nè. Đây. Nè T2 nè, T1 nè. Đó, thấy không? Nó lên kim. Đó, như vậy là chứng tỏ một điều là gì các bạn? Ở đây mình đo lại cái bữa nãy là nó mới bị chói các bạn không thấy. Đó. Vậy là chúng ta sẽ nếu như mà xác định được tất cả đó thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ nhổ nhổ con chi ắc này lên để chúng ta thay nó. Tuy nhiên thì các bạn cũng thể cắt mạch, ở đây cắt mạch để nhả chì đúng không? Nhưng mà cắt mạch nhả chì vậy thì nó sẽ làm xấu mạch của người ta. Bây giờ chúng ta sẽ thử nha. Nhưng mà các bạn phải khéo léo chỗ này nè. Phải khéo léo chỗ này các bạn, từ này cái keo này lên từ từ. Rồi. Các bạn đừng có gấp nha. Bạn gấp là thua. Rồi. Khi chúng ta xác định chạm chập rồi thì chúng ta sẽ nạy lên từ từ. Đó. Từ từ. Các bạn có thể là cắt cái mặt ở trên để các bạn hàn xuống. Thì xong đó thì các bạn chỉ tốn rất là ít keo thì các bạn chám lại chỗ này.
Đó. Chứ các bạn mà cắt mạch xong các bạn hàn nhựa nó sẽ xấu đi cái máy của người ta. Đó, thấy không? Cái keo zin của nó thì nó rất là cứng các bạn, nó rất là cứng. Còn cái keo mà chúng ta, cái keo nhựa của chúng ta bình thường, cái keo cái lô như vậy là đại khái là cái keo mà chúng ta hàn á, chúng ta chám á, thì nó sẽ không không bằng đâu. Cho nên chúng ta sẽ nhảy cái keo của nó, khúc keo chỗ này thôi. Thì các bạn cứ xem từ từ, mình sẽ up từ từ những cái video cho các bạn xem. Mình hiện nay là đã 600-700 cái video clip trên mạng rồi mà, cho nên là các bạn xem từ từ thì các bạn cũng có thể là tiếp thu được một phần nào đó các bạn làm, chứ không nhất thiết, đúng không? Còn nếu như các bạn mà muốn đi học để nâng cao tay nghề thì các bạn có thể liên hệ với mình theo số điện thoại là 0907 716 705, Zalo của mình là 093 đó 115 788 đó. Tuy nhiên thì các bạn phải 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 tế nhiều điều. Các bạn cứ nhắn tin vô hỏi bệnh bệnh, mình nói thẳng luôn, nếu như là dân trong nghề với nhau mà hỏi bệnh bệnh có ai chỉ mình đâu, các bạn cần phải đi học. Có một số bạn kêu gửi tiền cà phê, mình đâu có cần cái tiền cà phê đó đâu, không, nhiều khi các bạn nói là này kia cái nọ, học mình mỗi người có một cái quan điểm riêng. Mình thì chả bao giờ mà hỗ trợ bệnh bệnh theo cái kiểu mà nhận tiền cà phê cà pháo, cho nên các bạn thông cảm đi ha, với mình không phải là gì hết. Các bạn cứ nghĩ đi, tiền cà phê cà pháo mỗi ngày mình chỉ bao nhiêu người hết bà thời gian ngủ nghỉ rồi, cho nên là thôi các bạn cứ đi học đi. Còn bán tài liệu, mình bán sơ đồ. Nhiều khi á, thì ở đây mình tâm sự với học trò, cái sơ đồ mà các bạn muốn hiểu á, thì cần phải có người diễn giải giải thích, chứ không phải là cầm cái sơ đồ cái tài liệu lên là các bạn có thể hiểu được đâu. Một số mình nói á, những một số bạn á hay nói là tôi có sơ đồ là tôi sẽ sửa được tất. Dạ, cái nào được cái, đúng không, cái nào thì cái. Các bạn nói vậy các bạn giống như trẻ trâu rồi đó, thật luôn á. Ngay cả sơ đồ TV đi, sơ đồ TV nè, sơ đồ bất cứ cái máy nào, nếu như không có người giải thích chỗ đó sẽ chạy như thế nào, quy tắc như thế nào, đổ cha mấy bạn biết làm. Ngoài những cái ban cơ bản, ví dụ như mất nguồn này kia hoặc may, chứ cái hành trình của một cái máy nếu như không có người giải thích cho bạn thì các bạn đừng có mơ làm được. Nó thực tế nhiều khi nói ra thì nó đụng chạm nhiều vấn đề của một số anh em thợ, nhưng mà anh em thợ nếu như đã là thợ thật sự thì tôi nói chắc sẽ hiểu, đúng không, chứ không phải là cao siêu gì đó. Không có người giải thích, đố cha biết làm, chứ đừng có mà vô mà comment khi mà có sơ đồ rồi á, thì chắc chắn tôi làm được. Trời ơi, mấy cha mấy thánh quá trời. Nhiều khi nói, nhiều khi mình tâm sự nhiều trên YouTube mà mình đang lúc mà mình sửa máy, mình tâm sự mấy bạn vậy á thì nó không có hay, nhưng mà cái đó phải nói thật, mấy cha xạo quá trời. Cái gì cũng phải thực tế, ngay cả đi học cũng phải thực tế. Mấy bạn cứ đăng ký vô mấy chỗ học lý thuyết suông, rồi lúc đó mấy bạn khóc lóc, mấy bạn nói là sửa không được này kia, rồi xong rồi các bạn vô đây các bạn học, tôi mấy bạn sợ, tôi nói các bạn nghe, tôi dạy thực tế 100% trên những cái bộ mặt hết trơn. Học trò của tôi ai ra 100% đều làm được hết. Nhưng mà có một số bạn nói là sửa sức mấy lần, tự nhiên đầu tiên họ về, họ mới học về thì họ có thể là họ chập chững, họ sửa từ từ, họ quen dần thì lúc đó họ sẽ chạy việc. Hiếm khi các bạn đi học việc thôi, đi học việc bất cứ ngành nào thôi, các bạn học người ta dạy cho bạn tận tâm rồi, đúng không, phải không, thì các bạn cần phải thao luyện cho nó quen dần cái thao tác, giống như bạn đi học võ cũng vậy thôi. Học võ người ta sẽ dạy các bạn đường quyền, các bạn ra các bạn quýnh được liền không, các bạn phải tập từ từ cho nó quen tay, rồi các bạn ra bạn mới đơn chiến đa chiến gì với người ta. Chỉ có bao giờ chúng nói là học về được liền, đúng, tôi học ra là kinh nghiệm bằng ngang một thằng thợ 5 năm á, dạy học xong rồi ra ngang luôn thằng đợi 5 năm á, 5 năm kinh nghiệm á. Nhưng mà cái 5 năm kinh nghiệm đó bạn phải gì, bạn phải tập dần để cho nó quen. Rồi sau đi mà chúng ta nhả con giác ra nè, các bạn xem nè, thì chúng ta xem nè, ba chân rồi, mới nãy mình cắt hơi cục, ok các bạn cứ xem đi không sao đâu. Đây ba chân đúng không, mình đã nói với bạn T1 T2G đúng không, xem con chát này có chạm không nè, đây thử xem nha, các bạn còn thấy ba chân không, hy vọng các bạn còn thấy ba chân đúng không, ba chân. Đây phóng lớn lên, phóng lớn lên rồi, ok ba chân đúng không. Đây cái đồng hồ kim mình sử dụng đồng hồ kim, đồng hồ số luôn cũng được, cái nào cũng được. Đây khi đồng hồ kim chúng ta để thang nhân một thì thang thông mạch thì chúng ta chập cho nó kêu đúng không, đúng chưa. Đây đây là T1 nè, T2 nè, TG nè, T1 nè, mình đo T1 T2 xem chạm không nè. Đây mình thấy không, thấy chạm chưa, đó thấy chạm chưa, đó đo rõ ràng nha.
để không thì có mấy thánh vô mấy thánh comment kỳ lắm. Rồi con này có mã số luôn, bôi cái mã số ra cho bạn xem, nếu không thì mấy thánh cũng bình comment tầm bay tầm bả. Nhiều khi mình làm video clip cho mấy bạn thợ xem đó BCR08 các bạn phải tra có phải là chỉ F8 em bé không. Còn nếu như BCR10 thì là chỉ F10 em bé, BCR5 thì chỉ F5 em bé, đơn giản là vậy thôi. Thì các bạn thấy những cái xả nước, những cái máy giặt thường thì nó xài có 1 em bé, nhưng mà đối với loại cửa ngang thì nó xài 5 em bé, 10 em bé gì kể ra. Nhưng mà khi mà chúng ta thay, chúng ta thay đúng đó. Ví dụ như chúng ta cũng có những cái bo sát là chúng ta sẽ gỡ ra những cái con chát nó còn nguyên chân đó, thì nó cũng là cũng số em bé là được ha. Đó thì các bạn thấy đây là con chát tốt, đây là con chát tốt, thì các bạn thấy là một con chát tốt thì nó chân T1 T2 nó không được chặt, thế thôi, đơn giản không. Nên chúng ta sẽ thử xem đây con chát tốt đấy đó, thấy không, đó T1 T2 nè, nè T1 nè T2, bạn thấy nó không lên kim không, nếu chặt nó kêu đây T1 T2 nè, đó đo vậy các bạn bạn thấy không, đó thấy rõ không, nó không kêu, đổi ngược que nó cũng kêu, để mất công nói bạn nó đổi ngược que nó kêu thì sao, đó đó được chưa, đổi ngược que ok chưa, biết chập là kêu nha. Đó để mà mấy nhiều khi á, mình dạ hướng dẫn mấy bạn á, các bạn thợ á mà không biết nghề á, mình hướng dẫn cho mấy bạn biết bạn mừng lắm. Nhưng mà bên bên cạnh đó có một số thành phần tử á, gọi là phần tử nhiều khi mình nói nó hơi xúc phạm, gọi là phần tử mất dạy chẳng hạn đi, nó chuyên ngôn vô nó chọc phá này kia, mà thân thì không biết sửa mà cứ vô chọc phá người ta, nhiều khi nói biết sửa đất gì đâu, vô đặt này kia cái nọ. Mình á, tôi nói các bạn nghe là giúp ích cho cộng đồng thì cộng đồng ta mừng. Các bạn nói là hay vô chữ không có đức không có phúc gì, tôi nói các bạn, tôi giúp cho thợ anh em thợ nè biết nghề, phúc đức tự nhiên tôi sẽ tích dày, chứ đâu cần phải các bạn một câu nói của bạn là tôi đừng bị đâu. Đó nên là tôi đang tạo phúc nè, đang tạo phúc đức cho con cháu tôi nè. Đó tôi hướng dẫn cho anh em thợ mừng lắm, tại vì sao, họ kiếm được chén cơm manh áo cho con cháu họ, họ mừng lắm. Còn các bạn đất có nghĩa lý gì với tôi đâu, các bạn khỏi phải comment. Rồi chúng ta hàng xuống đúng không các bạn, hàng xuống rồi, chúng ta canh chúng ta hàng xuống thôi, hàng T1 T2 cần gì mà mấy câu nói của bạn vô phúc đức này kia, ui mấy cha còn tào lao. Như vậy chúng ta sẽ không bị gì, không phải hãy ấy cái mặt xuống đúng không. Thì các bạn hàng thì các bạn cứ hàng xuống thôi, đây chúng ta sẽ có một cái đoạn nói mặt nè, đó cái đoạn nói mặt các bạn lấy cái điện chở bằng nó đó, các bạn thấy không, làm rất là gọn gàng cho người ta đó. Sau này có thai cũng dễ luôn, sau này có thai cũng dễ luôn, các bạn thấy rõ ràng không đó. Đúng bài bản, thế là người ta về xài thôi đó, sau này người ta cũng thai con giác này cũng dễ luôn, bạn thấy không, không cần phải nhớ mạch đó, bạn thấy không đó. Cái đo đoạn mạch này nó chỉ hư duy nhất là cái con chỉ áp này thôi, thì tại vì cấp nước của người ta rất là hay hư hay chạm, khi mà các bạn sửa xong các bạn cũng phải lưu ý người ta nha, lưu ý người ta về nhà coi là coi cấp nước có chạm không. Ủa chết cha, nãy giờ các bạn thấy không vậy, trời sorry các bạn, mình hàng con chát các bạn không thấy đây đó, đúng chưa, mình hàng kiểu này nè, đây nè, nãy giờ sorry các bạn, để camera để mình lo mình làm mình không chú ý đó, mình cắt cái con chát ra đó, cắt con chát ra đó, xong rồi cái mình hàng con chát ra đó, chỉ vậy thôi đó, ba chuyện thấy được không, thấy được không đó, mình hàng xuống, tức là mình cắt gọn cho mình hàng xuống thôi, chứ mình không phải nạy hết cái keo của ta, sorry mấy bạn nha. Nãy giờ cái camera mình để mình đâu mình làm cái mình không để ý cái camera có quay chỗ làm con giáp không, làm các bạn không thấy. Rồi vậy xong rồi nha, về các bạn chỉ việc đổ keo lại là xong đó. Keo thì các bạn có thể mua ở chỗ mình cũng có bán luôn, những cái keo này thì nó cũng rẻ thôi, không có nhiều, khách hàng có thể tự làm thì có thể tự mua keo về chám đó. Rồi chám rồi đó, xong thế thôi, đơn giản không. Rồi về keo này các bạn muốn chắc ăn thì các bạn để khoảng một ngày để nó khô dần ha, chứ đừng có gấp nha. Đó, gấp. Rồi xong, như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành xong. Vậy chúng ta sẽ đo lại xem cái chân T1 và cái chân T2, chân T1. Chân T1 thì nó chạy ra cái cầu chì, chân T2 là chạy vô cái chạm đúng không? Chúng đo xem. Ok còn giảm không nè, các bạn thấy không? Không còn giảm nè. Đây nè, chân này nè, đây. Đây chúng ta sẽ phóng nhỏ lại. Đó.
Được chưa? Cái cầu chì đây nè, đây cầu chì đây, rồi chân chạm đây là hết chạm rồi, thấy không? Ở đây chúng ta đo là nó chạm ha các bạn ha. Rồi trên trên một hai chạm. Giờ chúng ta đã hoàn thành xong cái quá trình mà chúng ta sửa một cái bo máy giặt mà DR2. Còn cách gì? Cách hoàn hảo ha. Thì chúng ta giao cho khách chúng ta lấy. Thì thông thường thì những cái bo này chúng ta sẽ lấy khách khoảng 350, 250 tùy theo nặng nhẹ thôi, đơn giản ha. Thì đây là giá mà thợ chúng ta sửa cho khách. Mình sửa cho thợ điện lạnh á. Còn thợ điện lạnh thì ở đấy nha, tới nhà khách hàng thay cái này thay cái kia thì tùy họ muốn nhận như thế nào là chuyện của họ. Ok, còn nếu như khách hàng mà gọi tới cho mình mà hỏi giá thì mình sẽ nói một cái giá nó tương đối cao để cho thợ họ kiếm cơm, đó là luật ha. Rồi xem video rồi, mình chúc các bạn có một cái ngày càng phát triển nghề nghiệp, có thể là mình sẽ ra nhiều cái clip hay hơn, và mình có những cái kênh mà dạy trực tiếp ở trên Facebook, ở trên YouTube, mà dạy cho các bạn sửa miễn phí hàng ngày, mỗi ngày giờ lúc 8 giờ sáng mỗi ngày ở trên kênh YouTube Lâm Quốc Tiến của mình. Thì các bạn có thể xem, các bạn xem vô phần trực tiếp á, với các bạn phần video thì nó không có hiện, nhưng mà các phần trực tiếp bạn vô phần trực tiếp bạn xem. Mỗi ngày mình có nhiều dạy, và mình sẽ up dần những cái sơ đồ, những cái mạch điện lên dần trang Facebook cá nhân của mình tên là Lâm Quốc Tiến. Thì các bạn có thể là đánh số điện thoại vô cũng được, các bạn vô Facebook á, các bạn đánh số điện thoại cũng được, đánh số điện thoại. Ví dụ như các bạn vô Facebook, các bạn đánh số điện thoại, ví dụ bạn đánh chữ là 0907 nè, 716 nè, 705 chẳng hạn đi. Đó các bạn tìm ha. Ok. Thì nó sẽ ra cái kênh của mình ha các bạn ha. Rồi chưa? Đó là cái kênh của mình. Đó. Thấy chưa các bạn? Là cái kênh của mình. Ở trên đây mình dạy là trực tiếp và miễn phí hoàn toàn. Ở những cái ban bệnh, những cái mã lỗi gì đó các bạn có thể vô các bạn xem. Ok ha. Rồi, chúc các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video clip. Ok.